tay của mình nó phải dài ra mới thấy được. Đúng rồi. Có mình anh vợ hai đứa con nó đó. Không mà có ai nữa không? Có mình anh gia đình Ngọc không à? Bữa nay nè. Không hên gia đình nó làm chơi mình được cũng vui một. Rồi. Lần thứ hai thì chúng ta sẽ vừa vỗ tay vừa hô cố lên, cố lên. Đó, chúng ta là tất cả đưa tay lên cao vỗ. Bây giờ trước mắt là mình sẽ làm cái vỗ tay ở phía dưới trước và hô to lên, siêu mạnh, vui tươi, hớn hở nha. Đấy. Rồi, bà cô, con cô bác chuẩn bị ha. Bà con sân khấu B, sân khấu A làm trước. Sân khấu B mình coi bên này thị phạm làm trước. Lát nữa mình rút kinh nghiệm mình làm kiếm điểm cao hơn ha. Rồi, chuẩn bị. Máy chạy, cảm ơn bà con và cô bác đã đến ủng hộ và cổ vũ cho chương trình Vượt Lên Chính Mình. Rồi, mở màn được quá nhưng mà cũng mau quá, nó dài ra chút mới được. Với lại bên này mấy cô, mấy chị, mấy em văn trưởng nè, vỗ tay nhiệt tình lên nha, nhảy lên luôn được đó. Rồi các cháu mấy kia học sinh nè, đúng rồi, mấy anh mấy chị có thể nhường cho mấy cháu nhỏ phía trước, học sinh á, ra phía trước ngồi. Đúng rồi, cho mấy cháu ngồi xuống, cho mấy cháu ngồi xuống. Rồi chị cho ngồi ngồi xuống đi chị, hay cho mấy cháu anh lấy cái ghế này đi, không đứng đi, đứng đi. Rồi chuẩn bị nha. Rồi nhờ bà con mình cổ vũ lại ha, làm thật to thật dài nha. Cảm ơn bà con và các bạn đã đến ủng hộ và cổ vũ cho chương trình Vượt Lên Chính Mình. Bên sân khấu A, lần đầu tiên làm gì cũng được ha, nhưng mà chưa biết điểm cao hay không, còn phút sau nữa. Rồi bây giờ mình vừa vỗ tay vừa hơi cố lên, cố lên, cố lên. Phước Tuấn sẽ giả bộ làm hộ dân thi đó, giả bộ là hộ dân thi. Phước Tuấn sẽ chạy qua phải, bà con nhìn theo Phước Tuấn. Phước Tuấn chạy qua trái, bà con nhìn theo Phước Tuấn ha, để quay cái gương mặt của bà con thấy mình nhìn theo đó, cho nó đẹp. Rồi nhờ bà con vừa cổ vũ vừa nhìn theo Phước Tuấn ha. Rồi, 1, 2, 3. Cố lên. Được rồi đó. Cũng còn một số vị các anh chị mình chưa có vỗ tay nhiều ha, dáng cổ vũ thật là nhiệt tình luôn. Cái đây cũng là động lực cho các thí sinh thi đạt được cái vòng thi 1 phút 30 giây. Nên nhờ bà con cô bác cố gắng giúp giùm. Rồi bây giờ tất cả cùng đưa tay lên cao vỗ một lần và hô to thôi. Cố nha, tất cả đều đưa lên một lần một, đưa cao, đẹp lắm nha bà con cô bác. Cứ Phước Tuấn điểm tới 3, các bà con đưa tay lên, vỗ tay cái rồi hô to lên thôi. Rồi chuẩn bị. Máy ghi hình. 1, 2, 3, vỗ tay. Rồi, được rồi. Rồi, ở trong chương trình, ngoài cái công việc thi của thí sinh là 1 phút 30 giây, vẫn có một cái phần thi dành cho khán giả. Nếu khán giả được MC mời vào trong sân khấu này, trả lời đúng câu hỏi trên cái màn hình LED đó, thì sẽ được nhận một phần quà. Phần quà đó trị giá 500.000.
Lớn không? 500 ngàn đồng á. Dạ. Trả lời đúng câu hỏi sẽ được 500 ngàn đồng. Và cuối chương trình đây cũng sẽ có phần bắt thăm trúng thưởng cho ba vị khách may mắn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tập giơ tay. Bởi vì giơ tay chính xác thì MC mới mời. Còn mà MC đang nói câu hỏi mà mình giơ tay á là cũng bị loại. Hoặc là mình giơ tay sau, trước sau khi mà MC nói giơ tay á, mình vẫn bị loại luôn. Mình tập cái nha, cho bà con cô bác nhớ nha, giơ tay lên rồi vẫy gọi luôn á. Tại lúc đó MC đang nhìn bên kia thì mình bên này mình kêu mới quay qua mới thấy mình, đúng không ạ? Phải gọi mới được đúng không ạ? Phải cháu thứ nhì, con là chú ha. Phải anh đi, tôi nè, anh MC, tôi nè, kêu tôi đi. Ê, còn mấy chị, anh ơi em nè, anh ơi. Mày để chị phá, mày cút xe, mày cút chị phá không nha, mày mẹ quá nè. Rồi bây giờ nhờ bà con cô bác mình cũng gọi to luôn ha, kêu mình kêu phúc tết giả bộ như là MC. Rồi câu hỏi đơn giản, câu hỏi như sau: con bò ăn gì? Đáp án A, ăn cơm. B, ăn phở. C, ăn cỏ. Giơ tay. Em ơi, đó được rồi đó. Nhưng mà chưa soi nổi cho lắm, nhưng mà không sao, lát ở bên B rút kinh nghiệm ha. Bên B rút kinh nghiệm. Rồi, sẽ còn một phần nữa là nhờ bà con giúp luôn. Là trong cái phần thi cái vòng số nợ cấp 4 á, gia đình á sẽ được rút cái bản thăm này đó. Và ở trong những bản thăm này sẽ có cái giá trị là 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 1 triệu, 12 triệu. Sẽ từ cái giá đó trở xuống. Phước Tuấn sẽ xin bà con giúp giùm. Bà con cứ nói 7 hoặc 8 hoặc 9 được, miễn sao từ 12 triệu cho đến 7 triệu thôi. Phước Tuấn hỏi thì bà con nói nha, vừa nói vừa ra dấu luôn. 8 triệu, người thì 12 triệu ha, người thì 10 triệu. Mọi người đưa tay lên cho cấp cao lên ha, hét to lên giúp giùm để cho em ghi hình cho đẹp. Rồi bà con chuẩn bị ha, bà con nhìn lên bảng thương hiệu ha. Rồi bà con nói mấy triệu? Rồi, được rồi, cảm ơn rất nhiều. Vâng, nhà nào cũng làm trơn á, đi từ Nam chí Bắc, nói riết kim họng luôn rồi, bản tính luôn, nói chút xíu ăn tiếng đó. Nhưng mà cũng nhờ sự ủng hộ của bà con, cố gắng vượt qua để làm cho tốt cái bài con này. Vâng, xin cảm ơn bà con ở sân khấu A rất nhiều. Và số điểm dành cho bà con sân khấu A là 19 điểm, đẹp ơi, mình nhỏ đây. Cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi mình qua sân khấu B. Nắng chết mẹ, không có cái chỗ nó có hiểm năng thấy thế lận. Nặng cái đầu. Mấy điểm thắng à? Trời ơi, nó xíu vậy mà đòi thắng. Mấy điểm mới thắng? Trời nhỏ quá mấy. Có ít nhất cũng phải vậy. Nói như trường giả chứ phải vậy. Rồi bây giờ bà con sân khấu A, bà con sân khấu B cũng đã thấy bà con mình sân khấu A làm rồi. Bây giờ mình rút kinh nghiệm rồi đó ạ. Mình cố gắng mình kiếm điểm cao ha. Thử coi 20 điểm không nha. Rồi. Chuẩn bị. Vỗ tay phía dưới trước nha cô á. Vỗ thật to ha. Đúng rồi. Mấy anh nào có thuốc giúp, giúp em dập tắt thuốc chút xíu nha. 5 phút thôi à. Dạ. Rồi mấy chị khẩu trang, tháo khẩu trang ra ha. Tất cả chuẩn bị máy, máy chạy. Cảm ơn bà con, cô bác và các anh chị em đã đến đây ủng hộ và cổ vũ cho chương trình Vượt Lên Chiến Binh.
Con đừng có chen, con chen xuống lại hồi con không lên được coi được á. Hay quá, hay quá, anh áo đỏ này là coi như là xuất nhất luôn đó. Con cũng vậy là cơ hội thí sinh thắng nha. Rồi bây giờ vừa lộ cố lên vỗ tay. Rồi Phước Tướng chạy qua phải nhìn theo Phước Tướng ha, qua trái nhìn theo Phước Tướng luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi chuẩn bị vỗ, vừa vỗ tay vừa cố lên vừa nhìn theo Phước Tướng nha. 1, 2, 3 go. Rồi mọi tay hết con rồi. 1, 2, 3 giữ tư. Phước Tấn thi cũng đậu nữa. Cô Vũ nhiệt tình quá thi á, cũng đậu. Rồi bây giờ tới phần giơ tay, câu hỏi giơ tay. Rồi bà con cô bác mình giơ tay luôn nha. Kêu như bà con, quan trọng là cái tiếng á. Thu cứ ghi âm cái tiếng của bà con như trong cái micro của máy quay luôn. Đang nhờ bà con giúp giùm. Rồi câu hỏi như sau. Con bò đẻ ra con gì? Không mẹ đẻ là bò cái gì? Con chó. Quỳnh. Con mèo. C. Con B. Ai biết giơ tay. Rồi hay quá, đẹp quá, cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Rồi bây giờ mình chỉ luôn ha, ra giá luôn ha, số tiền bao nhiêu nha bà con nha. Rồi từ 12 triệu, từ 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 1 triệu, 12 triệu. Ai muốn nói số nào nói, đừng có 20 được thôi nha, từ 7 đến 12 thôi. Rồi máy chuẩn bị, nhớ là lớn lên nha cô bác ha. Rồi 1, 2, 3 mấy triệu hả? Dạ rồi, thôi được rồi. Rồi, hay quá. Vậy theo bà con ở sân khấu A thì mình được mấy điểm? Còn cái gì đại biểu nha? Mấy điểm hả? Rồi, như vậy thì thấy là chú này, chú này nói 19 điểm rưỡi. Sân khấu A chúng ta đạt số điểm là 20 điểm. Bước qua sân khấu C. Sân khấu C ở thi mà giới thiệu các vị đại biểu thì nhờ anh, các chị, các bác mình ở phía sau cũng vỗ tay lớn lên như vậy nha, cũng cổ vũ to lên ha. Rồi anh. Đây chúng tôi cũng
Ở đây xin phép được giới thiệu các vị lãnh đạo, các vị đại biểu địa phương và các ban ngành đoàn thể đã đến đây xem và cổ vũ cho chương trình của chúng tôi. Đầu tiên, chúng tôi xin giới thiệu đồng chí Tạ Thanh Vũ, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi. Xin mời đồng chí. Vỗ tay ạ. Chúng tôi xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Thụ Sĩ, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Xin mời đồng chí. Xin giới thiệu đồng chí Châu Quốc Khởi, trưởng phòng lao động huyện. Xin mời đồng chí Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện. Xin mời đồng chí Hồ Quốc Thận, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã. Xin mời đồng chí Hoàng Nghiệp, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Xin mời. Xin mời đồng chí Lê Quốc Đoàn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Và các đồng chí ban ngành đoàn thể ở địa phương và bà con cô bác con ở đây, xin bà con cô bác và các vị đại biểu chúng ta dành một tràng pháo tay thật dài, thật lớn, thật lâu ạ. 1, 2, 3 giơ tay ạ. Vâng rồi, cảm ơn bà con rất nhiều. Cảm ơn bà con ở xã Tân Đức mình. Nói chơi hồi nãy chấm điểm vậy thôi, chỉ có để thi cho vui vậy thôi ha. Động lực của chúng bà con ở xã Tân Đức mình xứng đáng được số điểm cao nhất, đó là số điểm 40 điểm. Một tràng pháo tay nữa cho bà con đi ạ. Cảm ơn rất nhiều. Và chỉ còn ít phút nữa thôi thì chương trình sẽ bắt đầu. Bà con chờ ít phút để sửa soạn sân khấu. Các vị lãnh đạo, đứng lên nói đi. Đại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã đến tham dự chương trình của mình chính mình. Hôm nay những người thực hiện chương trình vượt lên chính mình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu người dẫn chương trình vượt lên chính mình, đó là nghệ sĩ sân khấu, nghệ sĩ điện ảnh Đức Thịnh. Xin các bạn có một lời chia sẻ với tất cả các vị lãnh đạo, với bà con của ban đại diện Đầm Dơi. Xin mời. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Việt Cường. Lời đầu tiên Đức Thịnh xin gửi lời chào đến tất cả các đồng chí lãnh đạo địa phương cũng như tất cả bà con cô bác tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Ngày hôm nay chương trình vượt lên chính mình đến với xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Chúng tôi rất là vinh dự khi nhìn thấy được sự góp mặt rất đông đảo của tất cả bà con hôm nay đến đây để cổ vũ cho gia đình của chị Thúy, và hy vọng rằng với sự cổ vũ nhiệt tình này thì gia đình của chị Thúy có thể sẽ vượt qua được những thử thách của chương trình để có thể cải thiện kinh tế gia đình của mình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn bà con cô bác. Chương trình của chúng ta còn đúng 1 phút nữa bắt đầu vào chương trình chính thức. Trước khi chúng tôi thực hiện chương trình, đạo diễn hiện trường sẽ đến 5, 4, 3, 2, 1. Tất cả các cô chú, tất cả các cháu thiếu nhi, chúng ta vỗ tay thật lớn để chào đón nghệ sĩ sân khấu, nghệ sĩ điện ảnh, người dẫn chương trình và bắt đầu thực hiện chương trình. Chúng tôi cho phép chúng tôi 30 giây nữa chương trình chúng tôi sẽ được thực hiện. Tất cả kính mong các cô các chú các bác chúng ta ổn định vị trí ở hiện trường và chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, đâu phải vậy đâu, một lát nữa chương trình thì ta. Trước khi bắt đầu thủ tướng xin phép thông báo lịch phát sóng chương trình vượt lên chính mình của bà con. 9:15 sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh TV. Nãy nó kiếm mày. Trên kênh HTV 7. Và 21:30 tức là 9:30 tối chủ nhật hàng tuần trên truyền hình Cà Mau và trên 18 kênh truyền hình cả nước. Chúng tôi xin lặp lại chương trình phát sóng truyền hình chương trình vượt lên chính mình lúc 9:15 sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV 7 và 21:30
tối chủ nhật trên truyền hình Cà Mau và trên 18 kênh truyền hình cả nước. Xin cảm ơn bà con. Đây nhà bà con trật tự ha. Bà con cũng như các cháu thiếu nhi xin lưu ý giúp dùm chị tháo khẩu trang đi em. Cái camera quay ngay chị luôn á. Dạ, chị giúp dùm ha. Các cháu thiếu nhi, các chị, các anh, các em lấy cái tay ra ha. Không để tay vô trong cái bạn. Không che cái chữ xấu lắm. Con lấy ra giùm chú. Rồi lấy tay ra ha. Đừng có để tay hay là bạn cái áo hay nón gì vô. Nó che. Rồi bây giờ chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu rồi. Bà con cần giúp dần, khi nào MC bước ra chào thì bà con mình vỗ tay thật to. Bà con thưa quá, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, cho phép chương trình Vượt Lên Chính Mình của chúng tôi được bắt đầu. Nhân dân chuẩn bị, bạn tự động 5, 4, 3, 2, 1. Đồng nhiệt chào đón bà con cô bác xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Kính thưa bà con cô bác, chương trình Vượt Lên Chính Mình đã đến với rất nhiều hộ gia đình có nghề nhưng đã dây nợ ngân hàng trong nhiều năm chưa trả được. Nay thông qua cuộc thi bằng chính nghề mà các hộ gia đình đang mưu sinh để được xóa nợ và cấp vốn. Thưa bà con cô bác, trong suốt chặng đường vừa qua, bên cạnh việc hỗ trợ cho các hộ gia đình vượt khó vươn lên, chúng tôi còn nhận được rất nhiều sự chia sẻ của tất cả những hộ dân đã tham gia chương trình Vượt Lên Chính Mình. Chúng tôi đã nhận được những lá thư gửi về, những cuộc điện thoại gọi đến chia sẻ về sự khởi sắc và đổi đời của các hộ gia đình. Và ngày hôm nay, chúng tôi cũng muốn lan tỏa niềm vui ấy đến với tất cả bà con khán giả. Bây giờ xin mời bà con hãy cùng người dẫn chương trình Quỳnh Ngân tìm hiểu xem sự thay đổi trong cuộc sống của các hộ thành công như thế nào. Xin kính mời bà con. Hai Quỳnh Ngân đang có mặt tại cổng Tam Quan, một biểu tượng nổi tiếng của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, để chuẩn bị đến thăm một gia đình đã tham gia Vượt Lên Chính Mình cách đây 5 năm. Mời quý khán giả đi đường kinh mới đi thẳng qua ngã ba suối đũa. Rồi bây giờ ta làm chương trình rồi nè. Rồi chạy xuống xã, chạy thuốc xuống trường lớp 3, dễ chạy lắm, khỏi thăm ta chạy đi. Hôm nay là chương trình cũng muốn đến thăm nhà mình để xem là 5 năm qua nhà mình có thể là cũng thế nào đó chị. Đừng có để cho bà cũng dột nữa. Rồi dừng thì dừng ngã, nước thì nó ngập. Nhà Em chào anh ạ. Dạ, em đến từ chương trình Vượt Lên Chính Mình. Và sau khi tham gia mình nhận được số vốn của chương trình xong thì anh sử dụng số tiền đó như thế nào để có được sự thay đổi ngày hôm nay anh? Số vốn mà sau khi Vượt Lên Chính Mình á, nhờ được xong rồi cái mùa còn lại mới thì tôi học cái nghề là chuyên cấp xây dựng để mà ra công trình, có công trình tháng cũng được hơn 6-7 triệu trong một cuộc sống ổn định. Con cái nó đi học cũng thoải mái hơn. Về năm đó vợ bị đau khớp nè, về cho nên là không đi làm được. Số tiền mà tích lũy được trong thời gian làm xây dựng đó với cái tiền mà Vượt Lên Chính Mình còn lại á thì mình mở cái tiệm tạp hóa ở gần nhà, mà nói chung là chạy tới và lui trong gia đình, cái cũng là công việc nó ổn định. Thấy cái cuộc sống của chú Cường trước đây á thì có hai đứa cháu nó đi học, tính là hai cháu nó bỏ học, gia đình của chú Cường được cái nguồn vốn của cái Vượt Lên Chính Mình. Từ đó thì thấy nhà cũng bây giờ được khang trang, rồi hai cháu được nghĩa là đi học không bỏ cuộc, chứ tôi nhận xét là phải bỏ cuộc, không thể nào mấy em mà được đi học tiếp tục mà được như cháu gái ngày hôm nay nó được đi đại học, thi đầu đang học đại học. Còn còn một đứa cháu cũng đang tiếp tục học, thì tôi là người ở hàng xóm thấy rất là mừng, mừng cho tôi là cái gì được ở trên được quan tâm cái chương trình đó.
hôm nay ông đi học hả? Dạ em mới trên thành phố mới về thăm gia đình với lại trong dịp là ôn thi cuối kỳ nên em về. Sao rồi bây giờ chị học hành hay sao? Dạ em học năm 2 trường đại học công vụ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa thì chị em học hành thì em biết là cũng thôi nhà chị học phí có thể em không đến được để với là học nếu mà không có chương trình. Nhờ chương trình thì em cũng một phần nào đó đỡ lo hơn. Giờ có tự tin là mình sẽ học tốt rồi em có phụ giúp lại anh mẹ không? Dạ, em sẽ trong quá trình học thì em sẽ cố gắng học hơn để sau này có ra trường có một công việc tốt để có thể làm ra thu nhập để lo về cho ba mẹ. Xin được cảm ơn gia đình anh hôm nay đã có nhiều chia sẻ với chương trình. Và quý vị cũng đã thấy đúng không ạ? Chỉ sau 5 năm tham gia vượt lên chính mình thì hôm nay gia đình của anh Cường đã có được sự phát triển vượt bậc. Và chúng tôi tin rằng những hình ảnh đầy tươi sáng của gia đình anh Cường sẽ giúp cho những gia đình còn khó khăn mà vượt lên chính mình sắp giới thiệu tiếp theo cũng lấy đó làm động lực để phấn đấu và phát triển. Và xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Thưa bà con cô bác, đó là sự thay đổi về kinh tế của một hộ thành công sau khi tham gia chương trình vượt lên chính mình. Cách đây 5 năm, gia đình của anh Trần Vũ Cường ở Rạch Giá, Kiên Giang rất khó khăn, anh bị bệnh tim. Thay cháu thì việc học hành sớm có nguy cơ bị dở dang vì không có tiền để có thể tiếp tục việc đến lớp. Cả nhà dựa vào chiếc xe bán đá bào của chị. Nhưng sau khi tham gia chương trình vượt lên chính mình, đó cũng chính là nguồn vốn để cả gia đình cải thiện được kinh tế. Bây giờ, Đức Thịnh xin mời bà con hãy dành tặng tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón anh Trần Vũ Cường đến từ Kiên Giang. Xin chào Cường. Ngày hôm nay sau 5 năm trở lại với vượt lên chính mình, anh chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào? Okay. Bệnh tim mà chương trình là năm trước thì do những gia đình khó khăn cũng đứng trước được thấu được mà chứng nhận chương trình khó khăn người dân tim mà đau mà nó sợ không biết một cái điều tra nữa mà các số vốn đến sáu giờ này nhưng mà năm sau năm nữa thì thấu được mà chứng nhận thì lấy vậy sau một giờ tôi năm năm quay trở lại. Bây giờ thấy gương mặt của anh Nguyễn đã rạng rỡ hơn, nụ cười hạnh phúc hơn. Đó cũng chính là niềm vui của tất cả những người thực hiện chương trình vượt lên chính mình. Thưa bà con, điều quý, rất là đáng quý của gia đình anh Cường đó là ngoài cái nghị lực vươn lên trong cuộc sống là tấm lòng lá lành đùm lá rách cũng chia sẻ những người có cùng hoàn cảnh khó khăn như mình trước đây. Chính vì vậy mà ngày hôm nay anh Cường cũng đến đây để chia sẻ và tiếp sức cho hộ gia đình sẽ là thí sinh của chương trình vượt lên chính mình. Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem hoàn cảnh của hộ gia đình sẽ là thí sinh của chương trình ngày hôm nay như thế nào. Xin mời bà con hướng về hòa bình theo dõi một phóng sự sau đây. Quay vô luôn anh ơi. Quay vô luôn anh Cường, quay vô luôn. Quay vô luôn. Những cảnh sắc ấy cứ dần dần hiện ra khi về với đất mũi Cà Mau, vùng trời biển bao la nơi tận cùng của đất nước. Tổ quốc ta như một con tàu, mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau. Giống như con tàu Việt Nam đang nghề chuyển mình vươn ra thế giới, đời sống của bà con ngư phụ đất cực nam của tổ quốc cũng đang nghề khởi sắc vươn mình. Thế nhưng vẫn còn nhiều phần trời chơn chơn giữa biết bao giông gió của cuộc sống. Như câu chuyện của gia đình bà vượt lên chính mình lần này có dịp về thăm ở xã Tân Đức, huyện Đầm Chơi, tỉnh Cà Mau. Chồng nằm một chỗ, các con nhỏ dại, mẹ cha cũng khổ nghèo.
của cải đất đai thì chẳng có. Còn một mình buôn chải, chị Phạm Kim Quý chẳng biết phải nương nhờ vào ai. Đến bây giờ nghĩ lại, chị cũng chẳng biết mình đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào. Có lẽ chính tình yêu thương đã khiến cho người mẹ, người vợ trở nên mạnh mẽ mà chống chọi với biến cố đột ngột ập xuống gia đình nhỏ. Sức lao động là chồng nó không thể nào làm được, cho nên có mình thấy gánh vác trong gia đình nuôi hai đứa con nào, nó rất là hiền, rất là dễ thương. Mà sự cố gắng mà nó cho một người phụ nữ mà gánh vác như vậy mình thấy cũng tội nghiệp. Để có thể làm những việc tưởng chừng như rất nhẹ nhàng này là khoảng thời gian dài gần 10 năm, anh Đặng Thành Ngọc đã cố gắng ngày ngày luyện tập từng cử động nhỏ. Từ một người mạnh khỏe, tháo phát, anh chẳng may bị tai biến mạch máu não vào năm 2008. Bao nhiêu tháng ngày anh Ngọc nằm trên giường bệnh là bấy nhiêu những vất vả gian truân đổ dồn xuống mái ấm nhỏ thiếu mất đôi vai của người chồng, người cha nâng đỡ. Không còn sống không ngồi không có chừng nữa, đi mặn ai muốn gì mặn đấy. Già chủ nhà cũng đáng mặn cho con ăn không. Năm 2013, gia đình chị được địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, có được căn nhà che nắng che mưa. Mấy năm nay giấc ngủ mỗi đêm cũng đỡ phần thấp thỏm bởi không còn phải lo chuyện mưa dột. Hai em Đặng Ngọc Trâm đang học lớp 11 và Đặng Ngọc Giàu đang học lớp 9 cũng sớm hiểu được hoàn cảnh gia đình nên tự bảo ban nhau học tập. Các con chăm ngoan, vừa khó học tốt, đó dường như là động lực duy nhất an ủi chị Thúy quên đi những nhọc nhằn mà ngày ngày cố gắng. Em người bệnh rồi, một mình mẹ mà chăm sóc cho mẹ là em thấy mẹ phải quyết tâm hơn nữa, cố gắng học thật nỗi để cho mẹ vui. Tiền công các mỗi thứ gì được mua chỉ được một ngày, chất bật làm từ sáng đến chiều tối cũng chỉ được chừng 40 và biết bao nhiêu thứ cần phải chi tiêu. Việc lại bất vui khi có khi không, nhiều lúc chị cũng chẳng có nghĩ đến chuyện tương lai, bởi lẽ lo được hôm nay thì ngày mai đã phải chật vật đủ về, nghĩ đến những ngày sau nữa thì lại càng nhiều xót xa. Chặng đường gần 10 năm qua đã quá nhiều những chông gai rồi. Những năm tới nữa, khi ước mơ của các con đang nghề không lớn dần, mà chỉ còn một mình mẹ làm mọi, chẳng biết sẽ đưa con đến được chân trời nào. Là lo chuyện bếp núc đồng ăn, nhưng bây giờ phải trở thành trụ cột của gia đình, vừa lo cho chồng, lo cho con, vượt qua những khó khăn vất vả, mặc cho sức khỏe của chị hiện tại đã có dấu hiệu quá sức. Chương trình Vượt Lên Chính Mình ngày hôm nay hy vọng rằng gia đình của chị Thúy sau khi tham gia chương trình sẽ có được một số chỗ để cải thiện hoàn cảnh kinh tế gia đình và giúp vơi phần nào gánh nặng đang đè nặng trên đôi vai của chị. Xin mời bà con chúng ta hãy dành tặng một tràng pháo tay chào đón gia đình của chị Phạm Kim Thúy. Dương Hy, chuẩn bị mời nhân dân xin mời ra hiện trường. Hiện nay camera của chúng tôi đặt các vị trí khác nhau.
chúng tôi sẽ ghi hình tân ở vị trí của các cô, các bác, các chú, các anh, các chị. Điều mong mỏi duy nhất của chúng tôi được nhìn thấy hình ảnh rất tươi, rất đẹp, rất tự hào của các cô, các chú. Do vậy, hôm nay tất cả những hiệu lệnh của đạo diễn tại hiện trường để ghi hình tất cả những khán giả. Đề nghị tất cả các cô, các bác, các chú, các chị, chúng ta vỗ tay thật lớn để tình cảm của chúng ta biểu hiện cho hàng triệu triệu khán giả trên truyền hình cả nước được nhìn thấy các đồng chí lãnh đạo, được nhìn thấy tất cả các bà con, cô bác, anh chị, các chị cùng các cháu thiếu nhi đang tham gia cái chương trình Vượt Lên Chính Mình tại huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau. Và tất cả những hình ảnh đó chúng tôi cảm thấy rằng vô cùng hạnh phúc được nhân dân cả nước trên truyền hình biết tới những hình ảnh bà con tại do vậy, một lần nữa chúng tôi thay mặt những người làm công tác truyền hình chương trình Vượt Lên Chính Mình, chúng tôi vô cùng hạnh phúc được trở về tỉnh Cà Mau và được hạnh phúc đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, các chú, các anh, các chị cùng các cháu thiếu nhi, đặc biệt sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo đã chia sẻ và giúp đỡ cho chương trình Vượt Lên Chính Mình của chúng tôi hoàn thành một cách thành công. Và một lần nữa chúng tôi xin dành những tràng pháo tay để cảm ơn các cô, các bạn, các chú của các bạn. Và sau đây chúng tôi xin chân trọng giới thiệu đạo diễn Phước Tuấn, là người đạo diễn hiện trường làm công tác khán giả với truyền hình trên cả nước để nhìn thấy tất cả gương mặt của toàn bộ bà con cô bác cùng các cháu thiếu nhi trên truyền hình. Xin mời. Dạ, Phước Tuấn xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Việt Nam đã đến chúng tôi. Và lần nữa chúng tôi muốn làm chân gửi lời chào đón tất cả bà con cô bác cũng như của nhân dân Việt Nam. Xin cảm ơn. Bây giờ Phước Tuấn cũng xin nhờ bà con giúp đỡ cho chương trình nha. Chương trình sẽ ghi hình bà con cô bác trước, sau đó là mới tới phần hiện trường chuẩn bị. Cái anh áo đỏ kìa. Nhâm, hiện trường chưa xong chưa? Chúc rồi. Rồi hiện trường xong. 5, 4, 3, 2, 1, kêu. Xin chào chị Thúy. Hơn 8 năm qua, chị phải thay chồng làm trụ cột của gia đình. Chị có thể chia sẻ cho tất cả bà con đây được biết những lo lắng và vất vả ngày chị vừa vượt qua. Mình từng nhớ mình vất vả dữ nha. Lo vì che ngày muốn gì bằng mấy. Tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Xin mời các bác, các cô, các chú cùng các cháu thiếu nhi vỗ tay thật lớn trong vòng 30 giây để cổ vũ cho hội thi vượt lên sự thành công. Một lần nữa xin cảm ơn các bác, các cô, các chú cùng các cháu thiếu nhi. Chương trình cuộc thi vòng 1 của hộ khó khăn xin phép được bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, kêu. Bây giờ xin mời bà con cô bác cùng với gia đình chị Thúy bước vào vòng thi xóa nợ và cấp vốn. Với công việc hàng ngày chị thường làm cắt dây buộc cua. Thưa bà con, chúng ta có sẵn 3 tấm vải ở đây. Sau 1 phút 30 giây,
với sự trợ giúp của anh Cường sẽ nắm một đầu của tấm vải, chị Thúy sẽ cắt tấm vải ra thành những sợi dây buộc cua. Người hỗ trợ cùng nghề với chị Thúy sẽ xếp những tấm vải đã được cắt. Nếu như trong thời gian 1 phút 30 giây, chị Thúy cắt xong 3 tấm vải và buộc thành một bó dây buộc cua, mang về bên này treo như thế này, thì sẽ vượt qua được thử thách của chương trình. Và nếu như chưa thể vượt qua được, nếu như chị Thúy vượt qua được thử thách của chương trình sẽ nhận được 2 bản xóa nợ và cấp 4 từ thương hiệu các nhà tài trợ. Và nếu như chưa thể hoàn tất công việc, chị cũng sẽ nhận được 1 bản xóa nợ từ thương hiệu các nhà tài trợ. Bây giờ xin mời ba anh chị xếp những tấm vải sẵn sàng. Tất cả chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu như tôi là tôi gấp tay nhận luôn được á. Xin mời anh Cường đọc to lên chỉ số trên đồng hồ. 0 0 0 0 0 0 Tất cả vào vị trí. Thưa bà con, mặc dù đây là công việc hàng ngày của chị Thúy, nhưng chị có vượt qua được vòng thi hay không rất cần sự cổ vũ rất nhiệt tình của tất cả bà con. Hãy dành tặng những tràng pháo tay thật lớn ủng hộ tinh thần cho gia đình chị Thúy. Và bây giờ 1 phút 30 giây bắt đầu. Cùng làm nghề thì chị Thúy đã làm tốt công việc của mình. Chúng ta hãy cùng kiểm tra xem như thế nào. Dây quá khó. Đi gùm. Đứt chắc chắn. Bà con thấy có đạt kết quả không à? Nếu đạt kết quả thì hãy giơ những cánh tay cao lên đồng ý. Giờ hãy dành tặng cái tràng pháo tay thật đông nhé. Cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả bà con. Và điều quan trọng bây giờ, chúng ta hãy cùng xem đồng hồ chỉ có số là bao nhiêu. Thưa bà con, chỉ số trên đồng hồ là 1 phút 06 giây. Xóa nợ và cấp 4. Cái này chị Thúy sẽ xin chúc mừng gia đình chị Thúy. Bà vợ, bà xin cảm ơn gia đình chị Thúy. Xin cảm ơn sự cổ vũ của các bà con, cô bác cùng các cháu thiếu nhi. Phần tiếp tục của chương trình xin phép được chuẩn bị tại hiện trường. Vâng, cảm này rất nhiều người sử dụng côn thường xuyên mà không phân biệt được côn thật. Hiện trường chuẩn bị. Mấy đứa chơi. Rồi, tất cả chuẩn bị nha. Cô chàng giúp giùm con cô ơi. Rồi nhờ các kéo xích vô chút xíu nè ha. Xích vô chút, xích vô con. Xích vô giùm chú chút. Rồi nhờ bà con cô bác hỗ trợ cho các hộ dân nha. Ê, cho các cháu thiếu nhi
nhận được học bổng. Rồi con cổ vũ thật nhiệt tình. Máy lên chơi. 5 4 3 2 1 kêu. Và bây giờ xin mời bà con cô bác cùng đến với vòng thi học bổng vì tương lai con em chúng ta dành cho hai người con của chị Thúy. Xin mời lại. Đúng vậy. Rồi cô bác anh chị giữ 3 2 1 kêu. Và bây giờ xin mời bà con cô bác cùng đến với vòng thi học bổng vì tương lai con em chúng ta dành cho hai người con của chị Thúy. Thưa bà con, hàng ngày sau việc học, các em về nhà đã phụ ba mẹ rất nhiều công việc và việc buộc cua cũng là một việc hàng ngày của các em. Hôm nay các em sẽ đến với phần thi buộc cua. Trong vòng 1 phút 30 giây, các em sẽ buộc ít nhất 3 con cua. Nếu như vượt qua được thử thách, các em sẽ nhận được học bổng của chương trình trị giá 5 triệu đồng. Và nếu như chưa thể vượt qua, các em cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chương trình là 4 triệu đồng. Thưa bà con, mặc dù việc buộc cua đã thấy rất dễ dàng, nhưng nếu như không biết cách thì sẽ rất khó và rất dễ bị thua kém. Chính vì vậy ngày hôm nay chúng tôi mời đến đây một người chuyên nghiệp chuyên buộc cua cùng buộc hai em để so sánh. Mặc dù công việc khó khăn như thế nào, nhưng hai em vẫn cố gắng lại để giúp cho nhau. Chúng ta sẽ có 1 phút 30 giây. Hai em đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chưa? Bây giờ nhìn lên đồng hồ, đọc con số nhé, đọc to lên. 0-0. Xin mời tất cả chúng ta về vị trí sẵn sàng. Cháu ông kia, hai cháu ở đây. Sau tiếng còi cuối cùng, chúng ta sẽ bước vào cuộc thi. Bây giờ rất cần sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả bà con chúng ta dành cho hai em. Bây giờ xin mời bà con. 1 phút 30 giây. Bắt đầu. Mời chị xuống chưa mà chị, từ từ. Xuống xuống đi chị. Bây giờ Đức Thịnh sẽ cùng với bà con cô bác kiểm tra xem cua có được cột chặt hay không. Dạ lên nó không gớp rồi. Rất chắc chắn. Con thứ hai
rất chặt. Hơi con thứ ba hơi chặt hơn, không thể kẹp. Còn nó quá chắc luôn. Và con thứ tư chúng ta rất dễ dàng sò me. Thưa bà con, như vậy là hai em Ngọc Câm và Ngọc Giàu đã hoàn tất việc cột 4 con cua rất chắc chắn. Chúng ta hãy cùng xem thời gian là bao nhiêu. Em nghĩ là mình có vượt qua được thử thách của chương trình không? Dạ, em nghĩ là vượt qua. Một phút. Bà con nghĩ là bao nhiêu à? Phút 20 giây. Con số ai nói một phút xin mời. 0 phút 57 giây. Như vậy là với 0 phút 57 giây thì hai em Trâm và Ngọc Giàu đã vượt qua được thử thách của chương trình. Hai em sẽ nhận được học bổng của chương trình trị giá 5 triệu đồng. Xin chúc mừng hai em. Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Ái đã đến hỗ trợ và tiếp sức cho hai em trong vòng thi ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh rất nhiều.